Chào các em học sinh lớp 9. Trong video hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em giải một câu điểm 10 tiếp theo. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A bằng 2024 cộng cho căn bậc 2 của 6x trừ x bình phương cộng 1. Thì trước tiên chúng ta lưu ý là trong căn thì điều kiện là không âm nè. Điều kiện xác định là 6x trừ cho x bình phương cộng cho 1 lớn hơn bằng 0. Cái điều kiện này chúng ta không có giải nha, không có giải. Chúng ta gọi là điều kiện sau đi. Đó, sau. Bây giờ thì chúng ta xử lý ở trong ngoặc trước, còn ở bên ngoài này là số 2024 là chúng ta không có làm nữa. Xử lý bên trong nha. Ta có A bằng 2024 cộng cho căn bậc 2 của 6x trừ cho x bình phương cộng cho 1. Thì ở đây chúng ta lưu ý với thầy, để yêu cầu là tìm giá trị nhỏ nhất thì chúng ta làm sao mà tìm được là A lớn bằng K. Đúng chưa? Thì K chính là giá trị nhỏ nhất. Rồi bây giờ chúng ta xử lý trong ngoặc thôi. Vậy là A sẽ bằng 2024 cộng cho. Chỗ này xử lý nha. Đây. 6x trừ cho x bình phương cộng cho 1. Ở đây thì chúng ta lưu ý là hàm đẳng thức thì chúng ta có là A bình trừ 2 lần AB cộng B bình. Thì trước x bình là nó trước a bình nó không có dấu trừ, vậy chúng ta sẽ đặt dấu trừ lần trước này. Đó. Thì trong còn lại là x bình phương, chỗ này thành là trừ 6x và trừ cho 1, đồng ý chưa? Kiểm tra dấu này, trừ x bình cộng 6x cộng 1, ok. Thứ ba. Trừ để đó, ở trong đây là hàm đẳng thức x bình này, trừ 2 nhân x nhân cho 3. Hai lần AB. A là x, B là 3, vậy B bình sẽ là 3 bình. Tự nhiên chúng ta mượn 3 bình là mượn 9, thì trả ra là trả 9, trừ 9. Và của chúng ta có là trừ 1, rồi mở ngoặc, đóng ngoặc. Thì nó bằng trừ, chỗ này là hàm đẳng thức A bình trừ 2 lần AB cộng B bình, với A là x, B là 3, thì bằng x trừ 3 tất cả bình phương. Chỗ này trừ 9, trừ cho 1, thiếu 9, thiếu 1, thiếu 10. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông lại. Đồng ý chưa? Rồi. Chúng ta ghi lần vô đây nè. Bằng đây căn bậc 2 của gì đây? Của là nhân nha. Nhân vô là trừ gì đây? Trừ của x trừ 3 tất cả bình phương cộng cho mấy? Cộng cho 10. Đồng ý chưa? Cộng cho 10. Và chúng ta ghi là 10 cộng cho 10 trừ cho x trừ 3 tất cả bình phương. Đó. Cho nó gọn nha. Thì bình phương là một số không âm rồi. Đây, vì x trừ 3 tất cả bình phương luôn lớn hơn bằng 0 với mỗi bình phương là số không âm. Vậy bây giờ thầy sẽ ghi thành là gì đây? Đây là cái dấu trừ đúng không? Thì nhân hai vế với trừ 1. Vậy trừ của x trừ 3 tất cả bình phương. Khi nhân với trừ 1 thì bắt đẳng thức đảo chiều. Nó sẽ nhỏ bằng 0 với mỗi. Được chưa? Và đây có là 10, vậy chúng ta cộng thêm cho 10 nữa. Vậy thì cộng hai vế cho 10. Vậy 10 trừ cho x trừ 3 tất cả bình phương nó sẽ nhỏ hơn bằng là 0 cộng 10 bằng 10. Đó. Nhỏ bằng 0 cộng 10 bằng 10 với mỗi x. Ở đây có căn đúng không? Có căn lấy căn lên. Vậy suy ra là căn bậc 2 của 10 trừ cho x trừ 3 tất cả bình phương sẽ nhỏ hơn bằng căn bậc 2 của mấy đây? Của 10. Đồng ý chưa? Đó. Và cái này đánh giá được là nó nhỏ hơn bằng căn 10. Mà A thì bằng 2024 cộng cái này. Vậy thì A nó sẽ nhỏ hơn bằng là 2024 cộng cho căn 10. Rồi thay vô đây thì được là suy ra được là A nhỏ hơn bằng là 2024 cộng cho căn 10. Và chúng ta lưu ý là
phải nói dấu bàn xảy ra khi nào nha. Dấu bàn xảy ra khi và chỉ khi là gì? Xảy ra khi nào đây? Do điều kiện là x, do là x trừ 3 tất cả bình phương lớn bằng 0 nha. Đó. Vậy xảy ra khi nào? Khi cái này bằng 0. Khi x trừ 3 bằng 0. Vậy là x bằng 3. Mà A là nhỏ hơn bằng 2024 cộng căn 10 thì có nghĩa là à cái này lớn bằng nhỏ bằng ta? À cái này thì ghi nhầm rồi. Tìm giá trị lớn nhất nha. Chỗ này lớn nhất. Lớn nhất, nhỏ nhất đâu? Đó là tìm giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất nha. Sử dụng thầy nha. Đây là tìm giá trị lớn nhất. Vậy A nhỏ hơn bằng 2024 cộng căn 10, vậy là giá trị lớn nhất nó sẽ là mấy? Sẽ là bao nhiêu nè, là phía sau đó. Vậy giá trị lớn nhất của A là bằng mấy đây? Bằng 2024 cộng căn 10. Xảy ra khi nào? Xảy ra khi x bằng mấy? X bằng 3. X bằng 3 mà thay vào đây nè. Thay vào đây kiểm tra nha. Thay vào đây kiểm tra. X bằng 3 suy ra 6 nhân 3 này trừ cho 3 bình phương cộng cho 1. 6 nhân 3 là 18 nè. 3 bình phương là 9 cộng 1. 18 cộng 1 bằng 19, 19 trừ 9 là còn 10, 10 lớn 0 chưa? Thỏa mãn chưa? Rồi. Chúng ta ghi là thỏa. Thỏa sau nha. Thỏa sau. Khi x bằng 3. Video bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở những video lần tiếp theo. Chào tạm biệt các em.